Thế tóm lại là bây giờ mày có trả tiền cho chị mày không? Bao giờ em có, em sẽ trả. Ê, nó bảo thế nào em? Nó bảo là nó đang đi xoay tiền. Có vài tỷ bỏ rồi mà mãi không trả được. Chán tí được. Thôi em cứ bình tĩnh. Chứ bây giờ mà em đòi như thế là mất tiền này. Thôi em cứ để anh. Ôi thôi anh đừng có chém gió đấy. Anh giỏi vậy anh đòi đi xem nào. Ok. Điện thoại anh điện nó nào. Điện đây. Alo. Em à. Ừ thì đợt này em hạn chế ra đường nhé. Bây giờ em tránh những cái chỗ đông người. Tại vì là dịch Covid nó đang bùng phát. Mà em bây giờ mà em nhiễm Covid này là chết vợ chồng anh ấy. À mà anh vừa ship cho em 2 hộp khẩu trang đấy. Ừ thì cứ hết thì cứ báo cho anh biết chưa. Nhé, điện anh qua số này. Ok ok. Đấy. Anh thế nào?